Xin thân ái kính chào anh chị em. Chúng ta bước sang ngày cuối tuần thứ bảy, 11 tháng 12 năm 2021. Và đoạn tin mừng của chúng ta ngày hôm nay là tin mừng theo Thánh Matthew chương 17 từ câu 10 đến câu 13. Chúng ta cũng cần lưu ý với nhau là câu chuyện đối thoại giữa Chúa Giêsu và các môn đệ thân cận trong đoạn tin mừng hôm nay là được diễn ra ngay sau khi họ cùng với Chúa Giêsu xuống núi. Họ vừa mới được chứng kiến Chúa Giêsu hiển dung khuôn mặt rạng ngời, vinh quang chói lọi giữa hai nhân vật vĩ đại của Cựu Ước là ông Môi-se và ông Ê-li-a. Bối cảnh xa hơn nữa là biến cố ông Gioan Tẩy Giả bị vua Herodê bắt và cho chém đầu. Và cũng không lâu sau khi Chúa Giêsu đã loan báo về cuộc thương khó và phục sinh của Ngài. Chúng ta thấy cái câu rất đáng chú ý là câu Chúa Giêsu nói về ông Ê-li-a. Ông Ê-li-a đã đến rồi mà người ta không nhận ra, lại còn cư xử với ông theo ý họ muốn. Con người sẽ phải đau khổ vì họ y như thế. Thưa anh chị em, chúng ta đọc lại câu chuyện Cựu Ước về ông Ê-li-a thì rất nhiều cái câu chuyện về ngôn sứ vĩ đại này. Nhưng mà chúng ta lưu ý để ý đến một cái sự kiện, đó là nhân vụ hoàng hậu Jezabel tham lam muốn chiếm đoạt cái vườn nho của ông Naboth. Ông Ê-li-a đã can đảm lên tiếng rất là mạnh mẽ để tố cáo cái chuyện tham lam đó. Hoàng hậu Jezabel tức giận và đã tìm cách truy sát ông Ê-li-a, mặc dù ông đã chạy vào đến sa mạc. Chuyện cũ bây giờ cũng sẽ lặp lại và vẫn còn lặp lại. Chúa Giêsu bị người ta truy sát cho đến tận cùng là thập giá trên đồi Golgotha, thập giá hết sức ô nhục. Rồi cho đến bây giờ và mai sau, cho đến tận cùng ngày tận cùng của thế giới, cái biện chứng này vẫn luôn luôn còn xảy ra rất là nhiều. Thế ai đi theo con đường của Chúa Giêsu, sống theo tin mừng của Chúa Giêsu thì sẽ bị thế gian này truy sát, bị thế gian này tấn công, gây áp lực và truy sát. Họ tìm cách đàn áp và diệt cho bằng được. Cũng dễ hiểu là bởi vì Chúa Giêsu và tất cả những ai đi theo Chúa Giêsu là những người có một cái dũng khí để lên tiếng trước các cái bất công xảy ra, nhất là bất công xảy ra trên đầu, trên cổ của dân nghèo, của những con người nhỏ bé, manh, yếu đuối, bị áp lực, bị áp chế. Thế gian luôn luôn khó chịu và lấy làm tức tối vì những cái hành động, những cái đường lối của họ bị những con người như Chúa Giêsu, như những môn đệ của Chúa Giêsu tố cáo. Dứt khoát họ không chấp nhận cho cái xu thế gian dối, tham tàn và độc ác đó tấn công vào con người. Chúng tôi thấy những anh chị em bảo vệ sự sống bên Mỹ, thì chúng tôi có dịp sang Cali, chúng tôi cũng đã được đứng tham gia vào trong các cái buổi đứng ở ngoài đường để cầu nguyện cho người ta đừng phá thai. Rồi tôi lại nghe kể chuyện của anh Thái Vũ, là một kỹ sư ở Mỹ. Anh kể là trong cái nhóm của anh á, khi đi biểu tình, đi diễn hành thì luôn cầm trên tay những cái tấm bảng. Cái tấm bảng đó, trên đó ghi là No Abortion Pro-Life, có nghĩa là phò sự sống mà chống phá thai. Họ kêu gọi mọi người, lay động lương tâm của mọi người
đừng có phá thai nữa, đừng có đi theo cái chính sách kế hoạch hóa gia đình mà đội lốt cái kế hoạch hóa gia đình để mà phá thai, thì họ diễn hành, họ đi biểu tình, thì luôn luôn có một cái lực lượng chống đối lại, có khi đông hơn gấp đôi gấp ba, đó là những con người pro-choice, có nghĩa là họ họ chọn cái con đường gọi là có thể cho phép phá thai theo cái dự luật của nhà nước. Thế thì hai cái phe đó đối chọi với nhau, thì cái phe mà bảo vệ sự sống đó, pro-life rồi đó, thì rất là hiền hòa, bởi vì họ chọn cái đường lối của Chúa Giêsu, đấu tranh mạnh đấy, nhưng mà bằng một con đường bất bạo động. Họ chỉ cầm những tấm bảng đó mà đi, rồi đọc kinh thật to, rồi hát những bài thánh ca. Còn cái phe kia đó có khi cũng là những người đi đường đó, họ rất là ghét cái nhóm Hò Sự Sống này. Có khi là đang lái xe đi ngang qua thì gặp một cái nhóm này, thì họ kéo quay kính xe xuống, họ nhổ bãi nước mọt như nước bọt vào mặt của những cái người Phò Sự Sống đó. Anh Thái Vũ kể cho chúng tôi nghe là những người bảo vệ sự sống có cái tấm bảng đấy, thì về sau này họ họ thấy sắp sửa xảy ra chuyện gì, họ đưa tấm bảng lên cao này, một mặt là để cho mọi người thấy cái biểu ngữ, họ thấy cái sứ điệp của họ bảo vệ sự sống là như thế nào, một mặt nữa thì họ có thể nấp được sau cái tấm bảng đó để mà tránh những cái bãi nước bọt rất là dơ bẩn mà người ta khạc nhổ bắn thẳng vào mặt của họ. Thưa anh chị em, những cái chuyện đấy thật ra thì nó cũng không đáng gì so với cái chuyện mà chúng tôi đã nói là chúng ta bị truy sát, nhưng mà nó nói lên một cái sự va chạm rất là mạnh của những con người đi theo Chúa Giêsu, những môn đệ của Chúa Giêsu với thế gian này. Nên Chúa Giêsu nói với các môn đệ khi trên núi đi xuống về câu chuyện của ông Elia, cũng là một cách để chuẩn bị tinh thần cho các tông đồ, một khi đã chấp nhận đi theo con đường của Chúa Giêsu thì cũng sẽ đi ngang qua tất cả những nỗi ô nhục, tất cả những nỗi truy sát, những cái khốn khổ của môn đệ của Chúa Giêsu. Xin Chúa cho chúng ta cũng có cái dũng lực ở trong đời sống này, chúng ta đủ can đảm để mà lên tiếng trước cái bất công, để chúng ta có thể mạnh mẽ ở trong trong tinh thần mất bạo động, để chúng ta cho thấy được cái điều gì đó đang là sai, sai vô cùng, và đồng thời chúng ta bày tỏ cho họ một con đường đúng đắn, một thái độ ứng xử, một cái chọn lựa đi theo tin mừng của Chúa Giêsu. Xin cho chúng ta cái dũng lực đó để chúng ta không lùi bước trước bất công, trước tham tàn, độc ác và gian dối. Chúng ta an tâm là bởi vì thầy của chúng ta là Giêsu đã đi con đường đó, và trước đó nữa biết bao nhiêu vị ngôn sứ như ngôn sứ Elia rồi ông Gioan Tẩy Giả đã can đảm dù cuối cùng bị truy sát, dù cuối cùng bị chém đầu, dù cuối cùng vẫn phải lên thập giá như Chúa Giêsu. Chúng ta đủ can đảm điều đó để sống tin mừng ngày hôm nay giữa một thế giới của vô thần, độc ác. Xin cảm ơn anh chị em.